Chào tất cả các bạn nhé. Đây là phía sau hồ nhà mình các bạn. Đây, cửa phía sau. Ở đây nhà mình có căng lưới trồng được một số cây. Nhà mình có giăng lưới các bạn này, giăng lưới trồng được một ít rau này, giăng lưới nhé. Bên này là con đường mới làm các bạn này. Đấy. Đây là hè các bạn này. Hè nhé. Đây là mùng tơi các bạn này. Mùng tơi. Để đậu các bạn nhé. Đậu mướp đắng trồng đan xen. Đưa mới trồng ra các bạn nhé. Thì bên này đậu bắp các bạn này. Đậu bắp nhé. Đậu bắp này mới trồng. Thì thật tình nắng lắm các bạn nhé, cực nắng luôn. Nhà mình tưới nước thường xuyên các bạn. Bên này là rau khoai lang. Đây các bạn này. Đây là rau khoai lang này. Tốt chưa? Mới trồng mới tốt. Mới trồng mới tốt lút các bạn này. Ngày chiếu các bạn kìa, ngày chiếu. Rau dền các bạn nhé. Rau dền này, đu đủ này. Đây, rau dền các bạn này. Rau dền, đu đủ này. Đấy, để cứu này. Chuối.
Đất nhà mình thì từ trong từ cái dãy này vào các bạn này, cái dãy đầu bụi chuối này đi vào mấy phăng rào này này là thuộc đất nhà mình nhé. Còn phía ngoài này là đất của nhà nước, đất của người ta làm đường đây này. Đấy, người ta làm đường còn thừa nhà mình tranh thủ trong một ít cây ngắn ngày các bạn nhé, ít cỡ rau ngắn ngày. Đấy, khi nào nhà nước lấy thì thôi, còn chưa lấy thì cứ trồng rau, khoanh lưới là để trồng rau nhé. Thì bên cây đu đủ bên kia là của nhà hàng xóm các bạn, nhà hàng xóm trồng rất là đẹp. Nó nhà hàng xóm diện tích đất nhiều hơn nên là họ trồng được nhiều hơn các bạn nhé. Đấy các bạn này, lưới cao châu chấu các bạn này, rồi câu cào này, đây lưới rào nhà mình với nhà hàng xóm này, bên này trồng được rất nhiều các bạn ạ. Thì bên nhà hàng xóm trồng được rất nhiều này, bầu này, rau muống này, mùng tơi này, rau lang này, bầu bí này, rau cải, hành hẹ. Đây là củi đất bên này họ nhiều các bạn nhé, nên trồng được rất nhiều. Bên nhà mình ít, bên nhà mình ít hơn. Đây còn những bụi tre làng các bạn này, quá đẹp luôn. Đây các bạn, bên này còn ngoài này là con đường mới làm này. Đấy, video ngắn này mình xin kết thúc ở đây các bạn nhé. Bạn xem thấy hay để lại đăng ký chia sẻ ủng hộ mình với nhé. Thân đây vlog cuộc sống Mai Tịnh, mình quay một chút khu vườn nhà mình một tí. Mình quay một chút với quỹ đất ít ỏi sau hồ nhà mình, trong một số loại rau củ quả các bạn nhé. Đấy, đây mình chào các bạn ở đây nhé.